Radio đồng hành với người trẻ. Gặp gỡ ngày xuân. Ngày xuân không chỉ là dịp để nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để gặp gỡ. Nếu trong suốt năm qua cuộc sống mưu sinh đã lấy hết thời gian ta dành cho nhau, thì ngày xuân lại là cơ hội để giúp ta nối lại tình thân với mọi người. Càng chân thành trong gặp gỡ, ta càng khơi dậy niềm vui của tình người. Với những cuộc gặp gỡ và những lời nguyện chúc tốt lành, mà tương quan của ta thêm liên kết bền chặt. Con người trở nên lạnh nhạt và hững hờ với nhau, chỉ vì con người không xem tha nhân như là món quà mà Thượng Đế gửi tặng cho mình. Thực vậy, không phải tự nhiên hay do ý muốn chủ quan của ta mà ta có thể gặp gỡ và tạo nên mối tương quan thật đẹp đẽ với người khác. Nói cách khác, gặp một người dường như chính là duyên số, là ơn trời bạn đây rồi. Vì thế, sự gặp gỡ rất đỗi thánh thiêng và cũng vô cùng thực tế, để nơi đó ta có thể hiểu được nhau. Bởi thế trong ngày xuân, sự hiện diện của mỗi người sẽ tạo thêm phần ấm áp nghĩa tình. Chỉ khi tâm hồn được Thiên Chúa thôi thúc mở lòng, thì cánh cửa cho sự tương phùng mới có thể rộng mở, để ngày xuân rộn rã tiếng cười. Tôi dặn lòng mình, đừng xem nhau như người xa lạ, nhưng hãy biết trân quý món quà là sự hiện diện của nhau, để gửi cho nhau những ước nguyện tốt lành đầu xuân. Ngày xuân chắc hẳn cho ta nhiều cơ hội gặp gỡ tha nhân. Cuộc đoàn viên ấm cúng bên gia đình trong phút giao thừa là khoảnh khắc cho ta nói lời xin lỗi cuối năm đến nhau. Lúc đón ánh nắng đầu tiên của năm mới là giờ phút ta chúc nhau hạnh phúc trong cả đoạn đường phía trước. Khi gia đình quây quần gặp gỡ, chung chia ly rượu đầu xuân là những giây phút hiện tại sống trong tình mến nồng nàn. Khi con cháu chúc tuổi ông bà, cha mẹ, đó là khoảng thời gian cả nhà gặp nhau trong tiếng cười bình an. Tết đến xuân về, ai ai cũng hân hoan mở lòng và gặp được nhau, để niềm vui năm mới được lan tràn khắp chốn. Nhưng trên hết, muôn người luôn nao nức tìm gặp Chúa Xuân với lòng cầu ước an bình. Xuân về, ta lại thấy những Phật tử lên chùa hái lộc đầu xuân, hay thắp nén hương dâng lên Đức Phật với ước mong năm mới bình an, gia đình hạnh phúc. Người Công giáo thì tề tụ nơi những thánh đường để tạ ơn, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa, Đấng tạo nên mùa xuân và dẫn đưa con người đến mùa xuân bất diệt. Quả thực, cơ hội gặp gỡ nhau ngày xuân nơi thánh đường sẽ giúp các thành viên trong gia đình giáo xứ sống tình anh em của những người có cùng một cha trên trời. Với những lời thầm xin, ta cầu mong Thiên Chúa xóa tan đi mọi ngại ngùng và ngăn cách, để mọi người có thể gặp được Chúa và gặp được nhau. Nhờ đó, Tết là niềm vui, xuân là hạnh phúc cho mọi người. Tuy nhiên, ở một nơi nào đó mỗi độ xuân về, ta còn bắt gặp những khuôn mặt buồn bã và còn nặng ưu tư. Buồn vì một thành viên phải đón Tết xa nhà, chẳng thể đoàn viên. Buồn vì chuyện chẳng may xảy đến cho gia đình. Nặng lòng vì còn lắm băn khoăn. Nặng lòng vì thiếu miếng cơm manh áo. Ước chi xuân đến, ta không quên gặp gỡ những con người thiếu may mắn, để gửi đến họ một lời ủi an. Dâng lên Chúa một lời nguyện cầu cho họ cũng được an bình hạnh phúc giống như ta. Nguyện chúc mỗi người can đảm bước ra khỏi căn bếp khép kín của lòng mình, để tìm và gặp những mảnh đời còn thiếu niềm vui ngày Tết, để lắng nghe và trò chuyện, để gửi đến nhau sự gặp gỡ chân thành. Khi ấy, sự gặp gỡ bằng trọn con tim sẽ làm cho nền văn minh của chúng ta trở nên nhân bản hơn. Sau cùng, chắc hẳn bạn đã có nhiều dự định để đón xuân năm nay với gia đình và bạn bè. Hãy thực thi những dự định ấy để tất cả có thể cảm nhận được niềm vui hạnh phúc trong ngày thiêng liêng nhất của năm. Càng thiện chí mở lòng để gặp gỡ, ta càng có nhiều sáng kiến và lòng quảng đại để đón nhận tha nhân, vốn là quà tặng Thiên Chúa gửi đến ta, vào trong lòng mình. Cầu chúc cho những cuộc đoàn viên trong mùa xuân này như một khởi đầu tốt lành cho cả năm, luôn đong đầy bình an và hạnh phúc.
lạy Chúa của ngày xuân. Tuy tha nhân là quà tặng Chúa gửi đến cho con, nhưng có khi vì ngại ngùng, e sợ hay ích kỷ, dè chừng, chúng con đã không dám tiến đến gặp gỡ, hoặc làm cho những lần gặp gỡ ấy trở nên qua loa hình thức. Xin Chúa gieo vào trong lòng con lòng hiếu khách, thái độ chân thành gặp, để qua đó con nhận ra hình dáng của Ngài nơi anh chị em của con trong Tết này. Cầu mong Ngài gửi thật nhiều ánh nắng xuân an bình, đóa hoa xuân hạnh phúc đến từng người đang mừng đón Chúa xuân. Amen. Chim vui ca hát líu lo đón chào mùa xuân vừa tới, muôn hoa khoe sắc thắm tươi đón chào mùa xuân đất trời. Cùng một lòng hợp dâng cầu kinh lên Chúa chỉ ai chốn thiên đình, kinh tiến lên ba ngôi mùa xuân mới. Lòng tràn đầy niềm vui bao la cùng cất tiếng hát với muôn người, Chúa xuống phúc cho mùa xuân thắm tươi.